Xin chào tất cả các em. Hôm nay thầy sẽ tiếp tục chữa cho chúng ta cái đề thi thử, nhưng toàn bộ là lý thuyết. Thực ra là thầy lấy các câu hỏi trong cái đề thi thật của kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017, 18 và 19. Còn một vài hôm tới thầy sẽ tiếp tục áp cho chúng ta những cái đề lý thuyết do chính thầy soạn nhá. Để chúng ta thấy rằng là khoảng 30% câu hỏi lý thuyết chúng ta không nên chủ quan để mất điểm, rất lãng phí. Bởi vì những cái câu gọi là câu lý thuyết này nó rất là đơn giản, chúng ta hoàn toàn có thể xử lý một cách nhẹ nhàng nhá. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thầy đang trực tiếp trên kênh fanpage của tuyển sinh 247. Chúng ta có thể tiếp tục vào group 2002 hạ gục môn vật lý để trao đổi những câu hỏi khó, những đề mà chúng ta cùng sưu tập được. Tiếp tục luyện tập. Đề sư phạm Hà Nội thì tối thứ bảy thầy chữa nhá. Thầy hẹn các em tối thứ bảy thầy chữa đề sư phạm Hà Nội. Rồi, đợi các bạn khác ổn định thầy sẽ triển khai. Hiện tại là live trên YouTube đang gặp vấn đề, nó rất là bị lag, bị chậm, bị gián đoạn, cho nên là thầy quyết định không live trên YouTube. Có thể là up lại cái video này trên YouTube sau nhá. Bởi vì là những cái câu hỏi này 40 câu nhưng nó cũng khá là đơn giản thôi, cho nên là thầy trò chúng ta có thể trực tiếp muộn một chút. Ok, hôm nào thầy sẽ trao đổi một buổi toàn bộ các câu hỏi liên quan đến 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 lớp 11 nhá, toàn bộ câu hỏi về lớp 11. Xin chào Nguyễn Dương Thế Vĩ, xin chào tất cả các bạn. Khoảng một vài phút nữa khi các bạn vào ổn định thầy sẽ triển khai các câu hỏi cụ thể. Nhớ là theo dõi cái kênh YouTube, thầy thường xuyên là có những cái bài liên quan. Rồi là kênh Facebook thầy sẽ up những cái bài là đề thi thử, là những đề lý thuyết vân vân. Tóm lại là những cái kiến thức phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020. Xin chào Trần Văn Quang Khải, Lê Xuân Huy, chào tất cả các bạn. Chắc giờ này là nhiều bạn không để ý nữa đúng không? Và thầy cũng không có cái lịch hẹn trước và tối hôm nay. Chúng ta có thể là xem và từng xem sau. Xin chào Trần Công Nhật. Xin chào bạn Hào Tỉnh MH. Kênh YouTube là cái kênh của thầy, em chỉ tìm cái cụm từ thầy Phạm Quốc Toản là ra cái kênh YouTube của thầy. Thầy thường xuyên up những video nó gọi là có ích đối với các em để chúng ta tham khảo. Xin chào Vũ Trí Dũng. Ba em kế bên cho nên khen em đi. Ok, thầy bắt đầu luôn. Câu số 1. Nhớ nha, những cái câu này là thầy là tóm lược trong sách trong trong cái đề thi của các năm. Năm 2017, 18 và 19. Câu 1, trong chân không một ánh sáng đơn sắc có bức sóng lambda, gọi H là hằng số Bo Lăng, C là tốc độ ánh sáng trong chân không, năng lượng của photon ứng với ánh sáng đơn sắc này là HC chia lambda đúng không? E bằng HC chia cho lambda. Ta sẽ có đáp án D, câu 1. Đáp án D. Không khó. Theo thuyết lượng tử ánh sáng. Câu số 2, một câu liên quan đến ứng dụng của sóng điện từ và cứ liên quan đến chuyện là trên mặt trăng trên nhờ đây là nhờ. Trên mặt trăng hay là trên vệ tinh thì thầy chọn ngay đáp án liên quan đến sóng điện từ là sóng cực ngắn. Đúng không? Đọc lướt qua vững những câu này thì chúng ta sẽ chọn được đáp án sóng cực ngắn. Đấy. Các nhà điều khiển các xe tự động trên mặt trăng nhờ sử dụng thiết bị thu phát sóng vô tuyến. Sóng vô tuyến được dùng trong ứng dụng này là thuộc giải sóng, sóng ngắn, đúng không? Cực ngắn.
thì nó sẽ có năng lượng lớn. Câu số 3. Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm R điện trở, tụ điện mắc nối tiếp thì dung kháng của tụ điện là ZC, về hệ số công suất. Hệ số công suất là cốt phi. Cốt phi bằng R trên Z, và Z của chúng ta đó là R bình cộng với ZC bình. Đáp án của câu này là đáp án D. Đúng không? Đáp án D. Rất nhiều bạn trả lời được câu 3 đáp án D. Có lẽ thầy sẽ hạn chế xem điện thoại, comment lại, bởi vì là vừa rồi thầy chữa đề lý thuyết số 1, rất nhiều bạn bảo là thầy tập trung điện thoại thì cảm giác nó rất là khó chịu. Có lẽ là thầy cứ chữa đi đã. Còn nếu mà có vấn đề gì chúng ta sẽ quay trở lại xử lý những câu hỏi mà thầy đưa ra đáp án có thể bị nhầm. Nếu có, đúng không? Câu 4, khi nói về dao động cơ cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là sai? A. Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào biên độ của lực cưỡng bức. Chính xác rồi. B. Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào tần số của lực cưỡng bức. C. Dao động cưỡng bức có tần số luôn bằng tần số của lực cưỡng bức. Anh này là... luôn bằng là sai. Luôn bằng tần số của lực cưỡng bức là đúng. Còn khi cộng hưởng thì nó bằng cả tần số riêng của hệ, đúng không? D. Dao động cưỡng bức có tần số luôn bằng tần số riêng của hệ dao động. Câu 4, đáp án D là sai. Nó luôn luôn bằng tần số của ngoại lực cưỡng bức, chứ không bao giờ, tức là không luôn luôn bằng tần số của dao động riêng. Nó chỉ bằng tần số dao động riêng khi có cộng hưởng cơ xảy ra, đúng không? Rất nhiều bạn trả lời đúng. Câu số 5. Theo thuyết tương đối, một hạt có khối lượng m thì có năng lượng toàn phần là E. Biết C là tốc độ ánh sáng trong chân không, hệ thức đúng. E sẽ bằng m, mc bình. Năng lượng là mc bình. Đáp án của câu số 5 là đáp án C. Đó, rất nhiều bạn trả lời đúng rồi. Đó, thế những câu nó cực kỳ cơ bản như thế mà chúng ta sai là rất đáng tiếc. Đó. Câu 6, giao thoa ở mặt nước với hai nguồn sóng kết hợp đặt tại hai điểm A và B, dao động điều hòa cùng phương theo phương thẳng đứng, sóng truyền được ở mặt nước có bước sóng là lambda, cực tiểu giao thoa nằm tại những điểm có hiệu đường đi. Hiệu đường đi người ta ký hiệu là delta D ấy, là D2 trừ D1 ấy, thì nó sẽ là một phần lẻ nửa bước sóng, đúng không? 2k cộng 1 lambda trên 2 hoặc k cộng 0,5 lambda. Người ta đang hỏi gì đây? Cực tiểu. Vậy đáp án phải là k cộng 0,5 lambda, k bằng 0 cộng trừ 1 cộng trừ 2. Đáp án của câu 6. Đáp án D. Nhìn vào đây nó không quen, nhưng bản chất chỗ này nó chính là 2k cộng 1 lambda trên 2. Đúng không? Câu số 7. Khi chiếu ánh sáng đơn sắc màu lam vào một chất huỳnh quang thì ánh sáng huỳnh quang phát ra không thể là ánh sáng. Nhớ một điều là bước sóng huỳnh quang thì luôn luôn lớn hơn bước sóng của ánh sáng kích thích, đúng không? Mà ở đây chiếu ánh sáng đơn sắc màu lam thì nó sẽ phát ra bước sóng nhỏ hơn bước sóng màu lam, không thể là ánh sáng. Thì ánh sáng huỳnh quang phát ra không thể là ánh sáng gì? Lam, tràm, đúng không? Tràm sẽ có bước sóng nhỏ hơn bước sóng màu lam. Nó hoàn toàn có thể là màu đỏ, màu vàng, màu cam. Đỏ, da cam, vàng, lục, lam, tràm, tím, đó là thứ tự tăng dần của bước sóng. Những bước sóng phát ra nó phải nhỏ, có bước sóng lớn hơn bước sóng màu lam. Vậy nó có thể là cam, có thể là đỏ, có thể là vàng, nhưng không thể là màu tràm. Đáp án của câu 7 là đáp án B, không thể là màu tràm. Câu 8, đại lượng đặc trưng cho mức độ bền vững của hạt nhân, nó chắc chắn phải là năng lượng liên kết riêng. Câu này người ta hỏi đi hỏi lại khá là nhiều lần ở các đề thi thử, các đề thi thật của các năm. Nói về độ bền vững của hạt nhân là dựa vào năng lượng liên kết riêng.
Năng lượng liên kết riêng, đáp án của câu 8 là đáp án B. Đó, nhiều bạn trả lời đúng. Thế thì rất mong các bạn duy trì phong độ với những câu trả lời đúng lý thuyết này, đúng không? Hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số cùng pha có biên độ lần lượt A1 A2 cùng pha, tức là độ lệch pha của nó sẽ bằng K2π. Biến độ dao động tổng hợp nó sẽ là A1 cộng A2. Ngược pha, đây là ngược pha. Đây là biên độ dao động tổng hợp ngược pha, A là cùng pha. Đáp án của câu 9 là đáp án A. Còn đây là vuông pha, còn chỗ này là chẳng là cái gì cả. Chẳng là cái gì cả. Đó. 9A, rất nhiều bạn trả lời đúng rồi. Có một câu cũng không thể dễ hơn được nữa, đó là câu số 10. Dòng điện xoay chiều qua một đoạn mạch có cường độ Y bằng 4 cos 2 pi t trên t, t lớn được gọi là chu kỳ của dòng điện, đúng không? Chu kỳ của dòng điện. Đáp án câu 10 là đáp án B. Như thế là những cái câu lý thuyết nó cực kỳ đơn giản. Chúng ta đừng để mất điểm một cách lãng phí hoặc là làm nhầm một cách đáng tiếc. Đó. Chúng ta sẽ xử lý nhẹ nhàng 40 câu mà thầy lấy 40 câu này ở trong hoàn toàn trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia 2017, 18 và 19. Câu 11. Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch. Đây hai đầu đoạn mạch. Đây chữ đoạn. Hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Khi trong đoạn mạch có cộng hưởng, tức là ZL bằng ZC đấy, thì điện áp giữa hai đầu đoạn mạch sẽ cùng pha với cường độ dòng điện, đúng không? Cùng pha với cường độ dòng điện trong mạch. Ai cũng phải trả lời được câu số 11 là đáp án C. Lúc này UL bằng UC, công suất tỏa nhiệt trên điện trở là lớn nhất, vân vân. 11C. 12. Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ và lò xo có độ cứng là K, dao động điều hòa dọc theo trục OX quanh vị trí cân bằng O, biểu thức lực kéo về tác dụng lên vật theo lý độ X, F bằng trừ KX của con lắc lò xo, đúng không? Nó chính là hợp lực tác dụng lên vật. F bằng trừ KX. 12 là đáp án B. Ai mà trả lời câu 12 không phải đáp án B thì phải xem xét lại ngay, rất nguy hiểm. Câu 13. Khi một sóng cơ truyền từ không khí vào nước thì đại lượng nào không đổi? Nhớ cho thầy là sóng cơ hay là sóng bức xạ điện tử truyền từ môi trường này sang môi trường khác thì một đại lượng bất di bất dịch không đổi, đó chính là tần số. Cho nên chúng ta sẽ có đáp án của câu số 13 là đáp án A. Tức là truyền từ môi trường này sang môi trường khác thì luôn luôn là tần số không đổi. Rồi, rất nhiều bạn trả lời đúng và rất mong, rất hy vọng là khi chúng ta thi thật, chúng ta không làm lỗi câu hỏi lý thuyết nào. Câu 14. Tính chất nổi bật của tia hồng ngoại thì trong đầu thầy lúc nào cũng nhớ đến tính chất nổi bật nhất của tia hồng ngoại, đó là tác dụng nhiệt để sưởi ấm đấy, để sưởi ấm. Gây ra quang điện ngoài kim loại không phải nổi bật, nó chỉ gây ra quang điện ngoài với kim loại kiềm thổ. B có khả năng đâm xuyên rất mạnh, anh này đâm xuyên bình thường, có gì đâu mà mạnh. Có tác dụng nhiệt rất mạnh, 14. Đáp án C. Tác dụng nhiệt rất mạnh. D không bị nước và thủy tinh hấp thụ là sai, chỉ có tia tử ngoại. Không bị nước, nó không phải là cái đặc điểm đặc trưng. Bị nước và thủy tinh hấp thụ mạnh đó là tia tử ngoại. Câu số 15. Một mạch dao động gồm quận cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C, chu kỳ dao động riêng của mạch T bằng 2 pi căn LC. Làm suốt rồi đúng không? Làm suốt rồi, không được phép sai. 15C, 2 pi căn LC.
Người ta hỏi chu kỳ, không phải hỏi tần số. Câu số 16. Khi một chùm ánh sáng song song hẹp truyền qua lăng kính thì bị tách thành các chùm ánh sáng đơn sắc. Đây là hiện tượng gì? Chùm sáng phức tạp tách ra các chùm sáng đơn sắc, nó chính là hiện tượng tán sắc ánh sáng. Không thể dễ hơn được, không thể dễ hơn được nữa. Thế thì cứ hãy luyện tập những cái câu cơ bản như thế này, đúng không? Rồi, 16B. Tiếp tục câu số 17. Chiếu ánh sáng do đèn hơi thủy ngân ở áp suất thấp phát ra vào khe hẹp F của một máy quang phổ lăng kính thì quang phổ thu được là đèn hơi thủy ngân. Chiếu tức là nguồn của nó là một đám hơi có áp suất thấp thì chắc chắn phát ra quang phổ vạch phát xạ, đúng không? Không thể đủ 7 vạch được. Đèn hơi thủy ngân không có đủ 7 vạch. Đáp án A sai, 7 vạch là sai. Một dải sáng có màu từ đỏ đến tím nối liền, sai. Các vạch sáng riêng lẻ ngăn cách nhau bởi những khoảng tối. Quang phổ vạch phát xạ, cho nên đáp án của câu số 17 là đáp án C, tức là ta đi tìm cái định nghĩa nó liên quan đến quang phổ vạch phát xạ, đúng không? Đây là vạch sáng tối xen kẽ nhau đều đặn là sai, đây là hiện tượng của giao thoa. Còn đây là gì? Là quang phổ vạch phát xạ nha. Đáp án C, 17C. Câu 18. Vector vận tốc của một vật dao động điều hòa luôn. Vector vận tốc thì luôn luôn trùng với hướng chuyển động. Hướng chuyển động là hướng của vận tốc luôn. Hướng ra xa vị trí cân bằng, sai. Cùng hướng chuyển động. Đáp án 18. Đáp án B, tức là luôn luôn cùng hướng chuyển động. Đương nhiên rồi, ô tô đi từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh thì hướng của vận tốc cũng từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh. Không ai được phép sai anh này. Câu này thầy cũng trả lời nhiều lần rồi. Gọi A và VM lần lượt là biên độ và vận tốc cực đại của một chất điện dao động điều hòa. Q0 và Y0 là cường độ là điện tích cực đại trên bản tụ điện và cường độ dòng điện cực đại trong mạch dao động LC. Khi đang hoạt động, biểu thức VM trên A cùng đơn vị với biểu thức nào? VM trên A chính là omega. Chính là omega cùng đơn vị của tần số góc. Mà đối với mạch dao động, omega nó sẽ bằng Y0 chia cho Q0. Ta có đáp án là đáp án 19. Đáp án A. Rồi, có bạn đã làm nhầm là đáp án D. Không khoanh bừa nha, những câu này không được phép bừa. Câu 20 tính toán một chút, khai thác đồ thị nhưng cũng khá là dễ. 20 hình B là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của mức cường độ âm L theo cường độ âm là Y. Cường độ âm chuẩn ứng với giá trị nào? Ứng với giá trị nào? Người ta cho cường độ, thầy khai thác cái điểm đặc biệt này. Khi Y bằng A thì L bằng 0,5, đúng không? 0,5 Ben. Nếu mà 0,5 Ben thì thầy sẽ sử dụng công thức là L bằng logarit thập phân của Y trên Y0, bởi vì đang tính theo đơn vị là Ben. 0,5 bằng logarit thập phân của A, đúng không? Chia cho Y0. Vậy A chia cho Y0 bằng 10 mũ 0,5. Thế thì Y0 bằng A chia cho 10 mũ 0,5. Thì thực ra là nó sẽ chia ra đáp án, nó xấp xỉ. Xấp xỉ 0,316A. Vậy 0,316A thì nó sẽ không gần 0,31A hơn, đúng không? Cho nên đáp án của câu 20 là đáp án A. Ok, rất nhiều bạn trả lời đúng câu 20.
Chúng ta tiếp tục sang câu 21. 21. Một sóng cơ hình sin truyền dọc theo trục UX với chu kỳ T, khoảng thời gian để sóng truyền được quãng đường bằng một bước sóng. Một bước sóng thì ứng với thời gian là bằng một chu kỳ T. Đúng không? Đáp án 21 C. Theo thứ tự tăng dần về tần số của các sóng vô tuyến, sắp xếp nào dưới đây là đúng? Ở đây là nói đến sóng chung, sóng ngắn, sóng cực ngắn, sóng dài, là nói đến bước sóng. Bước sóng càng dài thì tần số càng nhỏ. Vậy nếu mà sắp xếp về bước sóng tăng dần, bước sóng ở đây người ta là tần số tăng dần thì tần số của sóng dài là nhỏ nhất, đúng không? Như thế là sóng dài, sóng chung, sóng ngắn và sóng cực ngắn. Vậy đáp án của câu số 22 là đáp án D. Còn nếu mà là bước sóng thì ngược lại nhá. Câu 23. Một vật dao động điều hòa theo phương trình x bằng a cos omega t cộng phi, tần số góc. Tần số góc là hệ số trước t này, dương ấy là omega. Đáp án là đáp án B. 23 đáp án B. Như thế là càng chữa thì chúng ta sẽ thấy là câu hỏi lý thuyết rất đơn giản và chúng ta hoàn toàn có thể kiếm điểm một cách dễ dàng. Câu 24. Cho bốn ánh sáng đơn sắc đỏ, tím, cam và lục, chiết xuất thủy tinh có giá trị lớn nhất đối với ánh sáng nào? Nhớ là chiết xuất ứng với 7 màu cơ bản cùng một môi trường, thì chiết xuất đối với tia màu tím là lớn nhất, chiết xuất với tia màu đỏ là nhỏ nhất. Lần lượt tăng về chiết xuất là đỏ, da cam, vàng, lục, lam, tràm, tím. Đó. Vậy trong những anh này, chiết xuất giá trị lớn nhất thì với anh gì? Anh tím. Đáp án của 24 là đáp án D. Ok, rất nhiều bạn trả lời câu 24 quá chính xác rồi. Câu 25 hình như là có sự lặp lại, đúng không? Của đề năm trước. Tức là cái phần trên là đề năm trước, phần này là đề năm sau đấy. 2018, 2019 đấy. Tức là cái việc lặp lại câu hỏi của các đề năm trước hoàn toàn có thể xảy ra. Gọi C là tốc độ ánh sáng trong chân không. Theo thuyết tương đối, một hạt có khối lượng động, tức là khối lượng tương đối tính là M, thì có năng lượng toàn phần là E bằng MC bình phương. Đáp án B. 25 đáp án B. MC bình phương. Luyện đi, chúng ta sẽ thấy là có nhiều câu nó sẽ được nhắc lại. Đây là câu của đề năm trước nói về laser. Thực ra là laser là phần đọc thêm đối với chương trình mùa dịch Covid năm nay 2020 ấy, thì người ta đã tinh giản chỗ này, nhưng nó liên quan đến đề năm trước thì thầy vẫn nhắc lại. Đề thì thầy, chúng ta có thể lên cái Facebook của thầy. Hôm nay thầy up từ hôm qua. Chúng ta có thể xem lại cái đề nhá. Thứ 7 thầy sẽ chữa đề của chuyên sư phạm vừa rồi. Câu 26, khi nói về tia laser, phát biểu nào sau đây là sai? A, tia laser là ánh sáng trắng. Sai luôn đúng không? 26 A là sai luôn. Laser có tính định hướng cao đương nhiên rồi, soi rất xa mà cái đường nó không bị, tức là hướng của nó không bị thay đổi. Laser có tính kết hợp cao, chính xác, tức là kết hợp với anh khác ấy. Laser có cường độ lớn, đương nhiên rồi. Câu 27, trong quá trình truyền tải điện năng đi xa, để giảm công suất hao phí trên đường dây truyền tải thì người ta thường sử dụng biện pháp nào? Là tăng thế cần nơi
nơi phát và hạ thế ở nơi tiêu thụ, đúng không? Tăng điện áp hiệu dụng ở nơi phát điện. 27. Đáp án B. Tăng điện áp hiệu dụng ở nơi phát điện. Đúng chưa nhỉ? Còn đây người ta hỏi là thường nhá. Còn những cái biện pháp khác vẫn đúng, ví dụ như là tăng tiết diện của dây dẫn vẫn đúng, nhưng nó không hiệu quả. Nó không được áp dụng thông thường. 28, một câu liên quan đến lớp 11. Trong một điện trường đều có cường độ là E, khi một điện tích Q dương di chuyển cùng chiều đứng sức một đoạn D thì công của lực điện A bằng QED, hay chúng ta hay có một từ là anh quên em đi, đúng không? A bằng QED. Anh quên em đi. Anh quên em đi. Anh quên em đi, cho nên đáp án của câu 28 đáp án B, đúng không? Lớp 11. Câu 29, khi nói về dao động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là sai? Đấy, tức là từ nãy giờ là cái số lượng câu trùng của 2 năm là ít nhất 2 câu rồi, đúng không? Một câu phía trên thầy vừa nói là câu 28 ấy. À, một câu đúng rồi. Tiếp tục là câu 29 này là cũng là cái câu lặp. Khi nói về dao động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là sai? A. Dao động cưỡng bức có chu kỳ luôn bằng chu kỳ của lực cưỡng bức. Chính xác. Tần số bằng thì chu kỳ cũng bằng mà. B. Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào biên độ của lực cưỡng bức. Đúng. C. Dao động cưỡng bức có tần số luôn bằng tần số riêng là sai. 29C sai. Luôn bằng là sai, chỉ bằng khi có hiện tượng cộng hưởng. D. Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào tần số của lực cưỡng bức. Đương nhiên là có rồi. Câu 30. Câu này là nhớ lại công thức của vật lý 11. Một dây dẫn thẳng dài đặt trong không khí có cường độ dòng điện chạy qua. Độ lớn cảm ứng từ B do dòng điện gây ra tại một điểm cách dây một đoạn. Đoạn này là đoạn R đấy, còn anh này là cường độ dòng điện Y ấy. Đấy, thiếu đấy. Được tính theo công thức là B bằng 2 nhân 10 mũ trừ 7, Y chia cho R, Y chia cho R. Đáp án của câu 30 là đáp án C. 2 nhân 10 mũ trừ 7, Y chia R. Trong đó Y là cường độ dòng điện chạy qua sợi dây, R là khoảng cách từ điểm chúng ta xét đến sợi dây. Lớp 11. Rồi người ta có thể hỏi là dây dẫn tròn, người ta có thể hỏi là đối với ống dây. Câu 31. Đặt vào hai đầu điện trở một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi và tần số F thay đổi được. Khi F và F bằng F0 và F bằng 2F0 thì công suất tiêu thụ điện trở tương ứng là P1 và P2. Hệ thức nào sau đây là đúng? Bây giờ chúng ta sẽ tìm này. P1 bằng R nhân I1 bình phương. P2 bằng R nhân với I2 bình phương. R giữ nguyên này. U bình phương chia cho hai đầu điện trở, đúng không? Thì anh này sẽ là R bình, tức là U bình chia cho R. Cái này cũng bằng U bình chia cho R. Nó chẳng ảnh hưởng gì bởi tần số cả. Cho nên biểu thức đúng phải là P2 bằng P1. Đáp án C. Không. Cái nguồn không đổi. Anh hiệu dụng không đổi. Nó không phụ thuộc vào F. I bằng U chia cho R luôn. Đúng không? 32 lại là một công thức. 32. Rất dễ hình dung thôi, đúng không? Rotor của một máy phát điện xoay chiều một pha gồm các nam châm có P cặp cực, P cực nam và P cực bắc. Người ta mô tả cho nó rõ hơn. Khi rotor quay đều với tốc độ N vòng trên dây thì xuất điện động do máy tạo ra có tần số, tức là tần số F được tính theo công thức là bằng N nhân với P, với N tính theo vòng trên dây. NP. Đáp án 32
Đáp án D. Ok. Rất nhiều bạn không thể trả lời sai được. Câu 33. Một vật dao động điều hòa với tần số góc omega khi vật ở vị trí có ly độ x thì gia tốc. Ta có biểu thức gia tốc là A bằng trừ omega bình x. Đúng không? À, ở đây là trừ omega bình x. Khi vật vị trí ly độ x thì gia tốc. Chỗ này là trừ omega bình x đấy. Có dấu trừ đấy. Trừ omega bình x. Đáp án của anh này là đáp án C. Câu 34. Siêu âm có tần số. Siêu âm là những âm có tần số lớn hơn 20.000 Hz hay là 20 kHz nha. Và tai người không nghe được, tai người chỉ nghe được là từ 16 Hz đến 20.000 Hz. Lớn hơn 20.000 Hz là siêu âm và nhỏ hơn 16 Hz người ta gọi là hạ âm. Vậy siêu âm có tần số lớn hơn 20 kHz và tai người không nghe được. Câu 34. Đáp án A. Nhưng con chó nó nghe được đấy. Cho nên tai người không bằng tai chó đâu. Chó có thể nghe được một cái dải tần rất là rộng, kể cả nghe được hạ âm và siêu âm. Câu số 35. Dễ quá nhỉ. Đĩa X được ứng dụng A để sấy khô sưởi ấm. Sai. Không thể sấy khô sưởi ấm được. Không thể sấy khô sưởi ấm được. Đúng không? B. Trong đầu đọc đĩa CD. D. Chiếu điện chụp điện. Anh này đúng này. Đúng không? Trong khoan cắt kim loại đương nhiên rồi. À anh này. À xin lỗi là. Được ứng dụng. Cái này là sưởi ấm sai. Đọc đĩa CD là cái tia khác. Chiếu điện chụp điện là cái này là rõ nhất này. À đáp án của câu 35 là đáp án C. Ba mươi sáu. Một hạt nhân có ký hiệu là XAZ. A được gọi là cái gì? A được gọi là số khối hay là số nucleon, đúng không? Câu 36. Đáp án A. Dễ vô cùng. Không thể dễ hơn được nữa. Câu 37. Trong miền ánh sáng nhìn thấy, tức là trong dải từ đỏ đến tím đấy. Đỏ da cam, vàng lục, lam, tràn tím. Chiết xuất của thủy tinh có giá trị lớn nhất đối với ánh sáng đơn sắc nào? Ở hình như trùng một câu phía trên đúng không? Ánh sáng màu tím. Đáp án của 37. Đáp án A. Trùng nhau cho nên cứ làm đi. Làm các đề năm trước đi thì sẽ kiếm được khá nhiều câu trùng đấy. Câu 38. Một sóng cơ hình sin truyền dọc theo trục OX với phương trình X bằng A cốt omega. Omega nhân T trừ X trên V. Biên độ là hệ số trước cốt. Biên độ chính là A. 38. Very easy. Đáp án B. Không thể dễ hơn được nữa. Câu 39. Một đặc điểm rất quan trọng của các sóng ngắn vô tuyến là. Đặc điểm quan trọng. Đâm xuyên tốt qua tầng điện ly là sai. Phản xạ tốt trên tầng điện ly là. Phản xạ kém trên mặt đất. À. Phản xạ tốt trên tầng điện ly. Có đúng không? Phản xạ kém tức là kiểu hai câu này thì thường loại cả hai, đúng không? Thì nó có đáp án là đáp án A, phản xạ kém ở mặt đất.
và sẽ kém ở mặt đất. Để thầy kiểm tra lại luôn. Sóng ngắn thì được tầng điện ly và mặt đất phản xạ nhiều lần, dùng thông tin trên mặt đất. À thế thì phản xạ kém mặt đất là sai đúng không? Tức là nó phản xạ tốt trên mặt đất. Đúng không? Đấy là sóng ngắn vô tuyến. Đúng không? Ở đây người ta nói là sóng ngắn có năng lượng lớn bị tầng điện ly và mặt đất phản xạ mạnh. À, phản xạ mạnh trên tầng điện ly. Đáp án của câu số 38 phải là đáp án C. Câu cuối cùng, một câu xem chừng có vẻ nguy hiểm nhưng không nguy hiểm. Tức là số vòng dây của cái cuộn sơ cấp, coi là ở đây là cái hiện tượng là gì nhỉ? Là như máy biến áp thôi. Máy biến áp sơ cấp là A, thứ cấp là B. Người ta hỏi là chỉ số của vôn kế V có giá trị nhỏ nhất, nhỏ nhất khi số vòng ở bên này là ít nhất, đúng không? Thế thì một bên chốt là điểm M rồi. Một bên chốt ở đâu nữa thì nó sẽ nhỏ nhất? À, nó sẽ có số vòng dây nhỏ nhất nếu cái K này nó trùng với N. Còn P, Q này nó sẽ dài hơn, số vòng dây nhiều hơn thì hiệu điện thế lớn hơn, bởi vì hiệu điện thế tỷ lệ với số vòng dây. Đáp án của câu cuối cùng là 40, chốt N. Như thế, thầy lại khẳng định thông qua cái đề số 2 lý thuyết, đó là các kiến thức lý thuyết cực kỳ đơn giản. Chúng ta hãy xem lý thuyết ở trong sách giáo khoa, tìm các câu hỏi lý thuyết để ngồi tự làm qua đề thi thử của các trường, qua đề các năm, thì chúng ta sẽ có khoảng 30% số điểm từ câu hỏi lý thuyết một cách yên tâm nhất. Như thế là hôm nay thầy chữa thêm cho chúng ta đề lý thuyết số 2. Hy vọng rằng sẽ giúp ích cho một số bạn trong quá trình ôn thi của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020. Chúc các em tự tin, bình tĩnh và sẽ đạt kết quả cao trong các loại kỳ thi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em vào tối thứ 7. Thầy sẽ chữa đề chuyên sư phạm mới nhất.